vào làm cùng mình nhé. Xin chào mọi người. Để bắt đầu vào làm thì ở đây mình đã chuẩn bị những dụng cụ như là sụp bắn keo này. Một cái kéo này. Một cây bút chì. Một chiếc compa. Rất là nhiều cây bút màu nước như thế này. Để lát mình trang trí nha. Một cây thước kẻ. Và về nguyên liệu thì ở đây mình có hai tờ giấy, mình màu xanh và màu vàng. Bây giờ mình sẽ đi gặp cái tờ giấy màu xanh này trước nha. Đối với cái tờ giấy màu xanh này, bây giờ mình sẽ gặp thành những cái nếp lướt từ cái phần dưới này lên đây. Đó, mình sẽ gặp thành những cái nếp lướt thành bề quạt nhé. Tờ giấy của mình là tờ giấy bìa cứng nên là nó sẽ hơi khó gấp một tí. Mình sẽ gấp như vậy cho đến hết cái phần giấy màu xanh này nhé. Mình còn một phút nữa nha. Một tờ chắc là khoảng tầm 3 nếp gấp nữa nha. Sau đó mình sẽ gấp đôi phần dưới này lại nhé. Và mình sẽ cố định keo ở hai cái phần tách này nhé.
sẽ làm nốt cái phần giấy ở dưới này lại nhé. Vậy là mình đã làm xong được phần quà như thế này. Bây giờ mình sẽ dùng tờ giấy màu vàng này để làm hoa nhé. Giờ mình sẽ làm ra một bông hoa. Mình sẽ cắt ra một hình tròn thật to nhé. Mình sẽ cắt cái hình tròn này ra. Mình sẽ làm một bông hoa màu vàng to để trang trí cho cái quà.